đăng quang ngôi vị cao nhất ở Miss Grand Việt Nam 2022 khi tuổi đời còn rất trẻ. Sau vài ngày lại một mình đại diện cho nhan sắc quốc gia đến với đấu trường Miss Grand International 2022, Hoa hậu Thiên Ân đã tạo dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ sắc đẹp Việt. Dù thời gian đương nhiệm chưa đến một năm, nàng hậu đã mang đến những giá trị tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn đến cộng đồng. Trong những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu, Thiên Ân cũng phải đối mặt với không ít khó khăn và thử thách. Trước khi trao lại ngôi vị, cô đã thổ lộ rằng bản thân đã từng khóc một mình nhiều lần. Với tư cách hoa hậu, Thiên Ân có những lời gửi gắm đặc biệt dành cho Hoa hậu Miss Grand Việt Nam 2023. Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Miss Grand Việt Nam 2022. Hiện tại, Thiên Ân cảm xúc thế nào? Cô đã đặt một thông báo đếm ngược trên điện thoại để tự nhắc nhở bản thân. Cô đã sẵn sàng cho màn final walk, bài phát biểu và tưởng tượng về sự xuất hiện trong đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2023. Khi ngày chung kết đang đến gần, cô cảm thấy rất nhiều cảm xúc khó tả. Mặc dù có một chút buồn bã vì nhiệm kỳ đương nhiệm ngắn ngủi, nhưng cô biết ơn vì những trải nghiệm và cơ hội mà ngôi vị Hoa hậu đã mang lại. Trong suốt hơn năm qua, Thiên Ân tự hào và hối tiếc điều gì nhất? Mỗi trải nghiệm trong hành trình kể từ khi đăng quang đã làm cô tự hào. Cô có cơ hội cống hiến và đóng góp cho cộng đồng. Dù nhiệm kỳ ngắn, sứ mệnh và trách nhiệm vẫn ở mãi, thậm chí khi nhiệm kỳ kết thúc. Thật ra là có, tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà hầu hết các hoa hậu đều có áp lực riêng. Lúc đầu mới đăng quang, tôi cảm thấy hơi mệt mỏi và buồn một chút. Tuy nhiên qua thời gian thì bản thân tôi trưởng thành hơn nhiều, đồng thời mọi người luôn bên cạnh tạo động lực cho tôi vượt qua. Khi nhiệm kỳ gần kết thúc, Thiên Ân nghĩ điều mạnh mẽ nhất bản thân mình đã vượt qua là gì? Tôi nghĩ điều mạnh mẽ nhất bản thân mình đã làm được là vượt qua áp lực của dư luận. Và điều này cũng khiến tôi trưởng thành hơn. Thiên Ân có phải là người hay đọc những thông tin, bình luận tiêu cực mà cư dân mạng bình phẩm về bạn không? Chia sẻ một cách thành thật là tôi đọc rất nhiều bình luận, đến lúc các anh chị trong ekip phải ngăn không cho tôi xem nữa. Sau này, tôi ý thức nên lựa chọn xem những điều hướng đến cuộc sống tích cực, không chỉ cho bản thân mình mà còn lan tỏa đến người khác. Tôi cũng đã vơi dần việc đọc bình luận tiêu cực để tập trung học cách nhìn nhận vào sự việc nhiều hơn. Tôi rèn luyện bản thân mỗi ngày để hoàn thiện tốt nhất. Trong giai đoạn nhiều khó khăn đó, Thiên Ân có bao giờ bật khóc một mình không? Tôi khóc rất nhiều và không nhớ được số lần mình đã khóc. Tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng lau nước mắt, cố gắng vượt qua. Tất cả những lần như thế mang đến bài học để tôi biết bản thân mình phải làm gì trong tương lai. Trong bài thuyết trình ở chung kết Miss Grand Việt Nam 2022, Thiên Ân đã thừa nhận bản thân là nạn nhân của miệt thị ngoại hình. Hiện tại khi đã chứng minh bản thân bằng việc trở thành hoa hậu, bạn có nghĩ mình vẫn là nạn nhân không? Thật ra tôi nghĩ mình vẫn là nạn nhân, nhưng tôi biết mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Từ đó, tôi tự nhìn nhận lại mình. Tôi biết sức nặng của chiếc vương miện mình đang mang và cố gắng đối mặt với nó. Nói về giảm cân thì đó là một hành trình rất dài, tôi phải đấu tranh rất nhiều. Tôi là người có cơ địa khó giảm cân, đã thử rất nhiều phương pháp và ăn kiêng đủ kiểu, cứ rảnh sẽ đi tập. Tôi luôn mong muốn bản thân mình phải tốt hơn phiên bản của ngày hôm qua. Sau khi trao lại sứ mệnh cho người kế nhiệm, Thiên Ân sẽ làm gì đầu tiên? Tôi đã xin nghỉ 2-3 ngày để đi du lịch. Tôi muốn thư giãn và làm mới bản thân sau một hành trình đầy ý nghĩa. Khi quay trở lại, tôi sẽ có nhiều năng lượng để tiếp tục cống hiến và mang những giá trị tốt đẹp đến cho mọi người. Trong thời điểm nhiều cuộc thi hoa hậu như hiện tại thì ai đăng quang cũng đều sẽ thu hút sự chú ý của dư luận, có cả tích cực và tiêu cực. Thiên Ân dành lời nhắn nhủ gì cho người kế nhiệm? Khi một hoa hậu mới đăng quang dĩ nhiên sẽ chiếm được sự chú ý của công chúng. Bản thân tôi nghĩ mình không có quá nhiều kinh nghiệm để dành một lời khuyên nào đó cho tân hoa hậu. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng bạn ấy là một người bản lĩnh, kiên cường và khéo léo để chinh phục được trái tim khán giả. Ở thời điểm này, hoa hậu hay gặp những ồn ào về phát ngôn hay hành động, Thiên Ân có đặt cho bản thân một quy tắc nào mỗi khi lộ diện và chia sẻ với công chúng không? Tôi cũng không dám nói rằng mình luôn phát ngôn chuẩn mực. Tôi không quá tự tin về bản thân để dám khẳng định như thế. Tuy nhiên, tôi luôn ý thức rằng những gì đang làm không chỉ riêng mình mà còn rất nhiều người thấy. Tôi cần để ý chuẩn chỉnh từng chút một, cẩn thận không chỉ cho riêng mình mà để những người xung quanh họ thấy và họ nghe nữa. Ngoài hình ảnh một hoa hậu Thiên Ân, khán giả sẽ nhìn thấy bạn ở những vai trò nào sau khi kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand Việt Nam 2022? Tôi sẽ tiếp tục chinh phục ước mơ tiếp. Các anh chị đạo diễn và diễn viên đã nhận xét tôi khá phù hợp với nghề và nên thử sức. Đó cũng là một trong các lý do khiến tôi mạnh dạn theo đuổi ước mơ của mình. Hiện tại, tôi đang ở giai đoạn đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình này. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, tôi sẽ trau dồi và học tập liên quan đến diễn xuất. Nền tảng là thứ quan trọng nhất khi mình muốn làm một điều gì đó.
Ngoài ra, tôi sẽ tiếp tục học vì việc học có kiến thức để hoàn thiện bản thân rất quan trọng. Nếu có thể, sau này biết đâu tôi cũng sẽ làm kinh doanh vì mọi người cũng biết trước đó tôi có bán hàng online. Máu buôn bán còn trong người tôi nhiều lắm nên lâu rồi không bán cũng nhớ, cười. Vốn được biết đến là một hoa hậu, Thiên Ân có e dè nếu phải nhận một vai diễn nhân vật phải làm xấu bản thân hay có cảnh nóng hay không? Tôi thích làm diễn viên một phần là vì có thể sống nhiều cuộc đời qua các nhân vật ở những bộ phim khác nhau. Khi đã là diễn viên, tôi sẽ hóa thân và sống hết lòng với nhân vật. Tôi không ngại nếu vai diễn đó thật sự hay và ý nghĩa. Còn về đóng cảnh nóng thì trên thực tế tôi và công ty sẽ hội ý để xem tình hình như thế nào. Trong showbiz Việt, hoa hậu lấn sân sang làm diễn viên và có được thành công không quá nhiều. Thiên Ân có nghĩ mình quá mạo hiểm khi quyết định định hướng theo con đường mới này? Tôi nghĩ mình cũng nên thử, nếu không thử sẽ không biết liệu có làm được hay không. Bản thân tôi sẽ thật sự hối tiếc khi không thử cố gắng, nỗ lực vì ước mơ. Tôi nghĩ mình cứ kiên trì và phấn đấu trước đã, mọi thứ sau đó ra sao thì ắt sẽ có sắp đặt sẵn. Clip, hoa hậu Thiên Ân bật mí về định hướng tương lai kể từ khi đăng quang đến hiện tại. Thiên Ân không ít lần bị so sánh với một nàng hậu rất thành công là. Với tôi chị Tiên như một hình mẫu, tấm gương để noi theo và tôi vô cùng tự hào với những giá trị chị ấy mang lại cho xã hội. Chính vì vậy, tôi không ngại bị so sánh với chị Thùy Tiên, những điều chị làm là động lực khiến tôi phát triển bản thân tốt hơn để có thể làm được những chuyện tương tự. Tôi là người nhìn nhận mọi thứ không quá tiêu cực. Trong top 5 Miss Grand Việt Nam 2022 đã có Á hậu Bốn Mai Ngô thử sức ở một chương trình truyền hình thực tế. Vậy Thiên Ân có dự định sẽ ghi danh tiếp tục ở cuộc thi nhan sắc hay chương trình gì đó khi đã có danh hiệu hay không? Tôi luôn luôn ủng hộ chị Mai Ngô. Tôi đã được nhìn thấy sự nỗ lực của chị ở Miss Grand Việt Nam. Miễn là cố gắng và dốc lòng vì một điều gì đấy thì không có gì có thể cản trở được bước chân. Còn cá nhân tôi, chúng ta không thể nói trước được tương lai. Nhưng ở thời điểm hiện tại tôi sẽ không tham gia bất kỳ một cuộc thi nào nữa. Tình hình kinh tế của Thiên Ân trước và sau khi trở thành Miss Grand Việt Nam 2022 đã thay đổi thế nào? Thành thật chia sẻ thì phải dùng từ là, rất ổn. Tất nhiên nó sẽ khác nhiều so với việc tôi đi bán mắt kính hay bán đồ online ngày xưa. Tôi rất biết ơn vì sau khi có được vị trí này tôi có nhiều cơ hội và điều kiện để chăm sóc không chỉ cho bản thân mà còn là gia đình, ba tôi có thể không phải suy nghĩ nhiều. Trong một năm qua, món đồ giá trị nhất mà Thiên Ân đã tự mua được cho mình là gì? Tôi chỉ mua đúng một cái túi và có thể rất lâu sau đó mình mới có thể mua cái thứ hai. Đó là cái túi tôi thích nhất và tôi nghĩ mình cũng nên có một món phụ kiện để mang theo bên người. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Thiên Ân có một cột mốc rất đặc biệt là tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Cuộc sống của bạn đã thay đổi thế nào sau khi trải qua kỳ? Ở Indonesia, tôi vốn thích chương trình nên khi nghe công ty đã nhận lời tôi rất vui. Thật sự hiếm có cơ hội nào để tôi có thể tham gia một chương trình ý nghĩa, qua đó hiểu được đời sống và khó khăn của chiến sĩ đặc công. Sau chương trình, tôi trở nên kỷ luật hơn rất nhiều, kỷ luật chính là điều tiên quyết trong quân đội. Sao Nhập Ngũ mang đến cho tôi những người chị em mà tôi rất trân quý, đến giờ mọi người vẫn rất yêu thương nhau. Thiên Ân có mối quan hệ rất thân thiết với các chị em ở Sao Nhập Ngũ nhưng có vẻ bạn thường tụ tập nhất là cùng Nhã Phương và Trường Giang. Với bạn, hai anh chị có tính cách như thế nào? Họ là người có thể chỉ bảo và cho tôi rất nhiều lời khuyên không chỉ trong nghề mà còn trong cuộc sống. Đặc biệt, chú Giang là người rất hay chia sẻ kinh nghiệm để tôi có thể trưởng thành hơn. Chú Giang và chị Phương thật sự rất thương tôi. Tôi thấy mình may mắn khi có cơ hội biết đến chú và chị. Trường Giang là người được nhiều nghệ sĩ đàn em ngưỡng mộ vì hay cho lời khuyên và bài học. Có điều gì được Trường Giang chia sẻ khiến Thiên Ân khắc cố ghi tâm không? Chú Giang khuyên khi tôi làm nghề hay kể cả khi không làm nghề thì điều quan trọng nhất nên có đó chính là sự khiêm nhường. Bởi vì khi biết khiêm tốn, hạ bản thân xuống thì sẽ có thể tiếp tục học tập, phát huy. Trong showbiz Việt thì vợ chồng Nhã Phương Trường Giang là những nghệ sĩ tiếng tăm, bản thân Thiên Ân cũng là một hoa hậu đỉnh đám. Vậy hội bạn này có đặt cho nhau nguyên tắc gì khi tạo dựng mối quan hệ không? Chúng tôi không có, với tôi, chị Phương và chú Giang đều xuất phát từ tấm lòng. Tôi thân với chú và chị từ việc bản thân mình rất ngưỡng mộ, quý trọng họ và ngược lại tôi cũng rất được thương. Chúng tôi dành cho nhau sự chân.